Thưa quý vị, hè là cao điểm thu hút khách, tạo sức bật cho ngành du lịch cả năm. Do đó, các địa phương và ngành du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã và đang chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực, duy trì nâng cao các sản phẩm dịch vụ, nhất là tạo ra các sản phẩm mới, ấn tượng nhằm thu hút du khách. Với lợi thế rừng, biển, sinh cảnh độc đáo cùng nhiều sản phẩm dịch vụ hấp dẫn cộng với giao thông thuận lợi, Bà Rịa Vũng Tàu là lựa chọn hàng đầu của du khách trong dịp hè này. Vũng Tàu thì là một cái điểm rất là gần Sài Gòn thì mình có thể tiện đi lại và không gian, mọi thứ, cảnh vật hay con người đây cũng rất là dễ chịu. Mức chi phí du lịch không quá đắt đỏ cho nên là tụi mình có thể chi trả được và quay lại nhiều lần. Trong bối cảnh tất cả các tỉnh thành đang tập trung vực dậy ngành du lịch, nhiều tuyến cao tốc kết nối các tỉnh thành có thế mạnh du lịch đã đi vào hoạt động. Các doanh nghiệp du lịch tại Bà Rịa Vũng Tàu không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, chăm chút, nâng chất lượng dịch vụ, tổ chức thêm không gian văn hóa, ẩm thực và các tiện ích đi kèm để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách. Như tại cơ sở này, để thu hút thêm dòng khách gia đình, học sinh, đơn vị đã đầu tư thêm các trò chơi giải trí, song song với việc triển khai các chương trình ưu đãi giảm giá trong dịp hè. Đây là lần đầu tiên tôi đi du lịch đến Việt Nam. Tôi rất ấn tượng về cơ sở vật chất, hạ tầng. Tất cả các bạn nhân viên và những trải nghiệm ở đây rất là tốt. Yêu cầu đặt phòng từ các công ty du lịch và từ các đoàn khách, đặc biệt là những đoàn khách trường quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa Vũng Tàu với cái giá cả rất là phải chăng dành cho trường học, bao gồm tất cả những cái hoạt động về team building cho các bạn trẻ. Ngoài ra chúng tôi còn những cái gói bao gồm tiền phòng, tiền ăn hoặc là 50% spa. Thì đây là những cái gói mà thu hút rất là nhiều khách. Chuẩn bị đón khách dịp hè, khu du lịch này đã tiến hành bảo dưỡng hệ thống cáp treo và các trò chơi nhằm bảo đảm an toàn cho du khách. Nhiều chương trình ưu đãi hay các hoạt động âm nhạc độc đáo có sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng cũng được khu du lịch lên lịch triển khai. Hè này, về cơ bản, khu du lịch Vây chúng tôi đã nâng cấp và đầu tư thêm rất nhiều các hạng mục. Đặc biệt là chúng tôi hướng về cái hướng nghỉ dưỡng cao cấp với những cái sản phẩm dành cho những cái đối tượng khách hàng cao cấp hơn. Đồng thời đầu tư thêm các cái show và các cái trò chơi mới. Và đặc biệt thêm một cái món ăn mới cho du khách đến với Vũng Tàu vào dịp cuối tuần. Hè năm nay, tại Bà Rịa Vũng Tàu dự báo sẽ rộn ràng, sôi động hơn khi ngành du lịch tỉnh phối hợp cùng các địa phương tổ chức hàng loạt sự kiện, lễ hội. Gần nhất là Festival Biển đảo Việt Nam thành phố Vũng Tàu diễn ra từ ngày 23 đến 25 tháng 5. Dấu ấn hè mùa 3 diễn ra vào tháng 6 tại huyện Xuyên Mộc. Được sự quan tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Du lịch đưa chương trình dấu ấn hè về với Xuyên Mộc nhằm quảng bá về tiềm năng cũng như là những cái hoạt động về các điểm du lịch cao cấp của Xuyên Mộc đến với lại du khách trong nước và quốc tế. Thì chủ trương của huyện sẽ là chỉ đạo các phòng ban phối hợp làm tốt nhất là cũng như là đến các điểm khu du lịch là phải là chuẩn bị công tác vệ sinh môi trường, cảnh quan và chỉnh trang. Thì trong đó là đặc biệt là quan tâm đến an toàn du khách. Cái điểm tuyệt đối phải đảm bảo để xây dựng cái hình ảnh Xuyên Mộc là thân thiện, xanh sạch đẹp. Năm 2024, Bà Rịa Vũng Tàu đặt mục tiêu đón 15 triệu lượt khách. 5 tháng đầu năm, tỉnh đón khoảng 6,5 triệu du khách, đạt hơn 42% kế hoạch năm. Với sự chuẩn bị chu đáo, ngành du lịch Bà Rịa Vũng Tàu kỳ vọng sẽ bùng nổ về lượng khách, doanh thu trong cao điểm hè này.